cùng xem sự thay đổi của nàng dâu Lan Trinh khi đến với Thanh Xuân Makeup. Dạ chị ơi, sau khi chị makeup ở Thanh Xuân Nguyễn, chị cảm thấy như thế nào? Rất là hài lòng, rất đẹp. Trước kia thì mình cũng có makeup ở bên Mỹ, yeah. Nhưng mà khi về đây thì vừa ý hơn. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn.